và trong các video chia sẻ từ trên các chủ đề, anh chị có thể đăng ký kênh để cắt gõ đường dẫn nuôi.com kênh WP. Và nhấn vào cái nút subscribe hoặc nếu anh chị xài phiên bản tiếng Việt thì đây sẽ là nút đăng ký. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cấp một còn lại trong hệ thống quản trị của WordPress. Đây ở bài trước tao đã nói, video trước tao đã nói chia sẻ với anh chị về cấp một enable next comment. Đây chính là cái cách cho phép để trả lời comment. Ở đây là mặt định nó chọn là lan cấp, anh cũng có thể chọn bùi cấp không ạ. Và cái mục tiếp theo đó là press comment into page top level commenter by end page được không? Có nghĩa là cái mục này là ví dụ 50 comment thì nó sẽ chuyển qua mục tâm thoát và có mục comment sau click like giờ, có nghĩa là sắp xếp comment theo thứ tự là cũ anh có nghĩa là đào cũ đưa lên trước. Ta phải đi tiếp cái mục email me quen ever, có nghĩa là ở đây khi có một ai đó đang một cái bình luận thì nó sẽ gỡ email tới gỡ thông báo tới email của chồng, đồng thời nó email tới cái người quản trị và được anh chị phân quyền này before comment again, có nghĩa là comment sẽ xuất hiện có ở đây có một phần tên là comment là sẽ được phê duyệt bằng ta, có nghĩa là sẽ được anh chị cho phép bằng ta, có nghĩa là đây anh chị ai vào đây và nó sẽ có cái mục là approve này. Đấy, những cái comment mà chưa được phê duyệt approve là bằng ta. Đấy, mặt định là nó chọn comment order must have read blog, có nghĩa là có ít nhất một bình luận, có nghĩa là cái người mà bình luận có email đó có email giống nhau đó được về hình thức thì nó sẽ xuất hiện, không cần thế là nó sẽ không cần chúng ta sẽ về những người ta là nếu chọn cái màu này qua cái một comment more đi đấy chứ. Thì có một hai thì tao cũng không rõ nữa. Và có một comment plastic, có nghĩa là anh chị có thể block này, block cái email của người bình luận nên để cho bạn cái bình luận rất tí nhỏ và là không phù hợp với cái lứa tay của chị. Chị có thể vừa lắp bằng nên URL email ngoài IP avatar chính là cái hình đại diện của người bình luận đó. Xác định thì nó sẽ lấy avatar bằng cái gì, có nghĩa là avatar và chính là dịch vụ này đó. Anh chị chỉ cần có một địa chỉ email và up avatar trên cái Gmail để không thì khi anh chị bình luận thì nó sẽ xuất hiện cái avatar này. Thì đây nó chọn mặt của nó, còn máy mục dưới thì anh chị có thể tự chỉnh điểm thôi. Và chúng ta đi tiếp cho một đó là media,
media chính là những cái thiết lập về kích cỡ hình ảnh. Thì khi anh chị ấp một cái hình ảnh bất kỳ lên mặt bình một vết, nó sẽ cắt ra lần ba cái kích thước như vậy. Thứ nhất là tâm này là kích thước nhỏ nhất, medium dài là kích thước trung bình, la dài là kích thước lớn. Tất nhiên cái ảnh gấp nó vẫn giữ lại nhanh. Đấy. Thì cái mục này chỉ là những thiết lập, nếu anh chị muốn thay đổi kích thước thì anh chị điều đây. Và có một tiếp theo đó là bơ máy đi. Cái mục này là để thiết lập cái đường dẫn của chúng ta anh chị. Đấy, mặc định là nó sẽ thêm chị cài đặt trong một máy, nó sẽ chọn một mặt. Anh chị nên chọn một này để cho cái đường dẫn của chúng ta nó sẽ này, đường dẫn chúng ta nó sẽ dài, nó sẽ đẹp hơn lúc nào. Nếu anh chị để như vậy thì cái đường dẫn của chúng ta nó sẽ rất là chóng. Đấy, nó rất chóng luôn. Và đồng thời nó cũng, nếu anh chị nào có hạt tiêu thì cái điều này là không tốt đối với Google. Như vậy là anh chị chọn có một bao em lần. Và các factory buy có nghĩa là đây chính là cái này anh chị. Chính là cái này này. Đây anh chị có thể tha đổi thành danh mục hay là bất cứ gì, nó cũng là một phần của đường dẫn. Và anh chị chọn đây kia thì chúng ta vừa đi toàn bộ tìm hiểu toàn bộ cách sử dụng chi tiết cũng như hiểu từng một mẫu của hệ thống quản trị admin. Thì thời lượng video còn tôi sẽ chia sẻ tiếp trên trực. Lọc video này là hướng anh chị có thể tự tạo cho mình một cái website hoàn chỉnh với cái giao diện mà anh chị mong muốn. Thì chúng ta sẽ qua trở lại cái phần trung tâm, đó chính là cái phần giao diện của website. Thì trong các video trước tôi cũng có nói việc mà tìm kiếm cho mình một cái giao diện ưng ý, thì tôi xin hướng dẫn lại và anh chị vô có một team và chọn admin và chọn có một filter. Cái thứ nhất là anh chị chọn cái tông màu của sàn, ví dụ như tôi muốn cái tông của đầu là màu cam thì anh chị sẽ orange. Đấy, và có một theo là anh chị nào, có nghĩa là anh chị muốn cái website của mình có mấy cộng. Thông thường cái website sẽ có 2 cộng và cái size 3 là cái gì, size 3 là chính là cái bên này. Bên này thường nó không đẩy tất cả các con nó đều giống nhau ở bên này, thì tôi gọi là size 3. Thì anh chị nếu muốn chọn size 3 bên trái hoặc bên phải, đây tôi chọn bên trái cho mình, đây mình chọn bên trái. Và đến cái mục thứ 3 đó là feature là những cái đặc trưng của cái team, cái giao diện mà anh chị chọn. Thường thì anh chị nên chọn những cái mục sau. Thứ nhất là sẽ có feature email, có nghĩa là ảnh đại diện. Và feature email header có nghĩa là cái ảnh tên này anh chị nhỉ. Rồi, ảnh đây này. Và sẽ có một cái là thành, nó cho mình thì chỉ cần chọn nghe một cái thôi, nghe một qua thành một thứ ba là custom background này, thì chọn qua một này cho ta. Và cái mục thứ tư subject chủ đề này thì cũng cần chọn, thì chọn một subject qua cái mục này.
tìm cho mình một cái gì vậy? Con lấy qua anh chị lắm. Lấy chứ ta tại nó là việc kê ra những cái dấu gì mà anh chị có mong có điều kiện anh chị đã đặt. Giờ anh chị chỉ cần tên cán bộ anh ấy thì chọn hơn. À, ví dụ như thế này thì vẫn là người đi trước của mình. Tôi xin
còn những video các anh và chào anh chị, hẹn gặp lại anh chị.